mấy cái túi rau không đồng này á là xin từ chợ rau của Tuy Tôn, mà người đi xin rau á bây giờ là 4 giờ mấy à, chuẩn bị đi phát rau không đồng. Bữa nay đi phát ở Cô Tô Ô Lâm với An Tức, phát ở 1, 2, 3, 4 xóm, 4 xóm nghèo. Bốn chục phần. Bốn chục phần rau à. Bốn chục phần rau không đồng. Một ngày vậy là phát từ 30 tới 40 phần. Thì một cái rau một túi như là khoảng 2 kg. Thì khoảng từ 60 tới 80 kg. 60 tới 80 kg rau. Ở một hậu chỉ cho lấy một bịch vậy thôi. Cứ khoảng 4 giờ 15, 4 giờ rưỡi gì đó. Này đi qua cầu Kim Me. Tới là tới cái lễ nữa là lễ 30 tháng 4 đó, ngày giải phóng miền Nam. Bây giờ là mình trên đường chạy về xã Cô Tô. Ở xã Cô Tô thì có cho hai xóm, là xóm Ốc Đảo với xóm ba xóm chứ, xóm Ốc Đảo, xóm Trường An với xóm Tà Bò, là xóm Tô An. Hướng này là hướng về Cô Tô nè. Dọc đường nó treo cờ màu nè, là cờ lễ. Tuần này thì phát cơm 4 lần nữa. Trong tuần này là phát 4 lần. Là từ thứ 7 Chủ nhật, thứ 2 với thứ 3. Thứ hai cái thứ ba là cơm của thiện viên, là nhằm 14 với 15 ta. Bà mẹ quê nè. Mấy cái túi rau không đồng này á là xin từ chợ rau của Tuy Tôn, mà người đi xin rau á, người đi xin rau á là ông Chín Gấu.
ổng đi xin mỗi ngày mà ổng xin rau ở chợ rau, xin rau từ thiện này cũng 9-10 năm nay rồi. Còn tôi thì cũng đi kéo rau với ổng, rồi chia rau xin được đem về, rồi mới ra mấy túi rau không đồng mang đi vô trong mấy cái xóm nghèo cho bà con. Thì rau hiện nay thì có hầu như là mỗi ngày, ít nhiều thì cũng tùy ngày, nhưng mà có hầu như mỗi ngày để mang vô xóm nghèo cho bà con. Thì bà con có ăn rau, có ăn rau không đồng này cũng nhớ ơn của ông Chín Gấu. Ông Chín Gấu ở chợ rau, ở chợ rau, chợ nông sản Thi Tô. Tôi thì tôi chỉ đi phát lại tận tay cho mấy cái xóm nghèo thôi, chứ rau thì rau của ông Chính, ông xin bà con chủ vựa rau đi tu. Có bà con bán trái trăm rồi nè, cái này trăm mà, trăm đầu mùa nó có ít lắm. Đi phát rau bữa nay coi như là đi một vòng núi Cô Tô đó. Một vòng núi Cô Tô này từ 22 tới 25 cây số. Mà mình cho ở đây là mình cho chỉ vài cái số nghèo thôi, chứ không phải là ai mình cũng cho. Thì trên đường đi phát này á, là có cái xóm nghèo Ốc Đảo ở Trà Đây là thuộc Cô Tô, rồi xóm Chùa Hang, kế đó là xóm Tà Bò. Nếu dư nữa thì đem đi cho ở xóm nghèo Thung Nao Tri Rung ở Ô Lâm. Nếu dư nữa thì đi qua bên An Tức luôn. Nhưng mà 40 phần này chắc không tới An Tức đâu. Tới Ô Lâm là chắc hết rồi. Ruộng đồng ở đây nó khô rang là cũng chờ có một cơn mưa xuống cho nó thấm đất. Cả mấy tháng nay là không có cơn mưa nào hết. Thì những cái túi rau này á, mình đem đi cho bà con có số nghèo á, mình chạy tới cái số nghèo đó rồi mình kêu bà con ra lấy, ai lấy thì lấy, còn ai không lấy thì thôi. Nhưng mà có nhiều khi mình vô mình phát á, cũng có những người giàu người ta tới người ta lấy nữa. Nhưng mà cái về phần về phần rau á, giàu nghèo gì cũng lấy được, nhưng mà gạo hoặc là cái gì mà có giá trị chút á thì mình chỉ cho người nghèo thôi, chứ không có cho người giàu. Thật ra thì ngay cả rau này mình cũng không muốn cho người giàu lấy, nhưng mà họ tới họ lấy mình cũng khó cản họ lắm, thì cứ để họ lấy. Thì cũng có một vài người khá giả lọt vô trong cái số người nghèo. Cái này là đường vô số Ốc Đảo nè.